Thất bại á, thì nhiều khi người đàn ông thất bại á, họ chỉ cần bên cạnh mình một người phụ nữ biết quan tâm, chia sẻ, buồn vui thôi. Nhưng mà đến cái lúc mà em cần cô ấy nhất á, thì cô ấy dửng dưng lắm, với lại cô ấy phũ phàng với những gì mình đã dành cho cô ấy. Ở nhà chỉ có ông bà nội thôi đúng không? Dạ, ông nhà ông bà nội với lại con trai em thì ở bên Gò Vấp. Còn Tân Phú là em có mở cái cho thuê phòng trọ. Được bao nhiêu phòng? Dạ, cũng được 6 phòng. Bữa nào cho anh thuê phòng nha. Dạ. Rồi bây giờ mình nghe cái câu chuyện của bạn trai thì mình có e ngại gì về cái việc đó hay không nè? Dạ không ạ. Tại vì em cũng đổ vỡ trong hôn nhân rồi ạ. Đã ly hôn được 4 năm rồi ạ. Em đang nuôi con ạ. Tức là cưng có bé trai bé gái? Dạ bé trai ạ, năm nay 7 tuổi ạ. Vậy là hai bên đều có con trai, chỉ cách nhau có bờ rào thôi. Mình giới thiệu lớn lên cho hai bên cùng nghe luôn nha. Chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào chị Hồng Vân. Chào bạn nữ bên kia. Và quý vị khán giả đang có mặt ở trường quay. Em tên là Lê Thanh An. Năm nay em 33 tuổi. Công việc hiện tại của em là nhân viên kinh doanh của công ty xăng dầu. Làm ở đâu? Dạ hiện tại em đang làm ở Tân Phú. Mình quê ở đâu? Dạ quê em ở Sài Gòn luôn. Mời nhà gái. Dạ con chào cô Hồng Vân, con chào chú Huyền Linh. Con tên là Nguyễn Thị Mộng Tuyền, năm nay 29 tuổi. Con hiện đang sinh sống ở Biên Hòa, Đồng Nai. Và công việc hiện tại là kinh doanh mỹ phẩm online ạ. Rồi, cứ nói luôn cái điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Điểm của con là biết nấu ăn với lại biết lắng nghe, quan tâm giúp đỡ người khác và người sống rất là tình cảm mà. Còn nhược điểm là con không biết chạy xe máy hay dễ tin người á cô. Rồi, bên đàn trai nghe chưa nè? Ưu điểm và khuyết điểm gì nói cho bên nhà gái kia. Dạ, ưu điểm của em là chuyên gia là tạo niềm vui cho một nhóm bạn. Khuyết điểm của em là em hay tự ti về bản thân. Dạ. Tự ti điều gì đâu? Xấu trai anh. Không ai xấu cả. Vấn đề tại vì mình phải chăm sóc mình chút xíu thôi. Cũng là cao ráo ha. Tay chân vụng về lắm, em đụng gì hay đổ vỡ lắm. Nên thường là những cái buổi tiệc hay gì mà muốn giúp bạn bè đồ, nó nói thôi thôi mày làm ơn mày ngồi yên chỗ giùm tao. Em có mấy mối tình rồi? Dạ em có 3 mối tình rồi. 3 mối rồi. Em đã từng ly hôn. Em lấy vợ được bao nhiêu lâu? Dạ em lấy vợ cũng được 3 năm, có con rồi. Con trai hay gái? Dạ con trai, con của em năm nay đã được 6 tuổi rồi. Hiện tại đang ở với em và ông bà nội. Lý do sao chia tay vậy? Thật sự mà nói là khi mà em làm ăn á, thì thất bại á, thì nhiều khi người đàn ông thất bại á, họ chỉ cần bên cạnh mình một người phụ nữ biết quan tâm, chia sẻ, buồn vui thôi. Nhưng mà đến cái lúc mà em cần cô ấy nhất á, thì cô ấy dửng dưng lắm, với lại cô ấy phũ phàng với những gì mình đã dành cho cô ấy. Ở nhà chỉ có ông bà nội thôi đúng không? Dạ, ông nhà ông bà nội với lại con trai em thì ở bên Gò Vấp. Còn Tân Phú là em có mở cái cho thuê phòng trọ. Được bao nhiêu phòng? Dạ cũng được 6 phòng. Bữa nào cho anh thuê phòng nha. Dạ. Rồi bây giờ mình nghe cái câu chuyện của bạn trai thì mình có e ngại gì về cái việc đó hay không nè? Dạ không ạ. Tại vì em cũng đổ vỡ trong hôn nhân rồi ạ. Đã ly hôn được 4 năm rồi ạ. Em đang nuôi con ạ. Tức là cưng có bé trai bé gái? Dạ bé trai ạ, năm nay 7 tuổi ạ. Vậy là hai bên đều có con trai hết, trai bằng tuổi luôn. Ừ. Trời ơi, hay vậy ta. Hai đứa về kiếm đứa con gái nữa ổn luôn. Quá ổn luôn á. Chào cưng. Chào anh Xui. Chào bà Xui. Sao bà Xui thấy nhà trai sao? Đây cao ráo, em chắc cao lắm hả? Cao mét nhiêu vậy? Dạ 1m80 chị. Wow. Cái điều mà cưng mong muốn ở cái người sẽ đi với cưng trên cái gọi là cuộc đời còn lại của mình, thì cưng mong muốn cái người bạn đó sẽ như thế nào? Thì em cần một người phụ nữ có thể chia sẻ những buồn vui với nhau được. Ví dụ như mình có gặp một cái khúc mắc gì đó trong cuộc sống, chúng ta sẽ ngồi lại và bàn bạc hướng vợ giải quyết với nhau. Về ngoại hình thì sao? Cái mẫu hình người phụ nữ của em là cao khoảng 1m60, da trắng dễ thương tí. Em thích người phụ nữ đeo mắt kính không chị? Tại sao vậy? Em có thể nói cũng không biết nữa, mà tự nhiên từ đó đến giờ cái em thường hay bị say nắng bởi những cô gái đeo mắt kính. Dễ ẹt về mua mắt kính đeo vô. Cái này quá đơn giản, được rồi. Tôi qua kia coi không có mắt kính, tôi đi mua mắt kính tôi tặng luôn. Em bị cận nhưng mà em không có đeo kính rồi. Trời ơi, mình cần phải đeo bây giờ. Người ta mình cần đúng không? Xui được sống chứ. Lấy cái này đeo vô coi nó làm sao. Đeo vô. Cái gì? Cận mà không chịu đeo mắt kính. À. Cái mắt kính của tôi đưa đeo thử để coi bạn này bạn có chết tươi không. À. Mở ra một cái là chết tươi liền. Rồi cho tôi coi trước coi nè. Hú là
Quá cưng chưa? Không, công nhận em đang mất kính đẹp hơn nha. Hợp lý, cần á. Đó, ok. Rồi, về kiếm mắt kiến đeo liền luôn ha. Hãy có mắt mà. Kiến mà để ở nhà. Cẩn, phải đeo rồi nhưng mà sợ đàn trai nói là cẩn. Mắt kiến chương trình nó hay ghê, nó đúng, nó biết đúng. Đúng luôn số đo luôn vậy. Đó, 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 đeo nhìn nó rõ hơn. Ồ, số đo của tôi mà. Em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Em muốn người đàn ông của mình là sẽ hiểu được em và luôn quan tâm, chăm sóc em với đồng thời là cũng phải thương yêu con của em nữa. Được không? Được anh. Tôi đàn trai tôi thấy tôi chịu rồi đó. Hỏi phụ huynh thôi. Ừ. Đó bây giờ. Đi với ai đó vậy? Đúng rồi. Dạ em đi với ba mẹ với dì với em gái à. À có ba mẹ. Xin chào hai MC Quỳnh Linh với Hồng Vân. Dạ. Chào quý vị khán giả trường quay và chào bên nhà trai. Thì mình đây là bố của cháu Tuyền. Nói chung là cháu Tuyền dù gì cũng là một lần gian dở rồi. Thì cũng mong rằng nếu mà cháu trai bên đây mà có thương yêu cháu Tuyền thì sau này cũng thương yêu con của cháu. Rồi còn về nhận xét về cháu trai bên đây thì nói chung nó cũng cùng hoàn cảnh giống như cháu Tuyền nữa. Chú cũng mong rằng hai đứa thì cũng cho nhau cơ hội để mình tìm hiểu, nếu mà được thì bấm nút và hẹn hò và sau này sẽ tiến tới cho nó nhanh. Rồi, có người. Là đi ai nè? Hôm nay em đến đây cùng với anh đồng nghiệp của em. Mình xin giới thiệu mình là Hòa. Anh cũng là anh và cũng đồng nghiệp chùm chung. Xin chào mình Linh với Hồng Vân. Sao thấy được không nhà gái? Thấy là bạn gái này rất là dễ thương. Cũng hai người cũng nên cho nhau cơ hội. Xúc tích mở rào. Chuẩn bị gặp nhau. Bắt đầu đi em. Dạ. Bước qua rào đi. Có món quà tặng em. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Nói thật là anh phải đứng lựa lâu lắm mới lựa được á, tại vì lâu lắm rồi mới có một cái khoảnh khắc là đứng trước quầy lưu niệm rồi phân vân không biết là nên lựa cái gì. Anh cũng mong là em sẽ trân trọng nó giống như là cái cách anh trân trọng nó. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Dạ, em tặng anh ạ. Anh có thể mở ra không? Dạ. Wow. Cái bóp. Dạ, vậy cái này là nó rất quan trọng đối với con trai và hay đem theo bên mình đó. Giống như là anh hay có hay mang theo em bên mình. À, ok. Nhìn coi đeo kính được đúng không? Đúng rồi, đó. Nói cảm xúc về cái cô gái đeo kính này coi nè. Đúng là đeo kính là xinh hơn nhiều anh ơi. Ừ. Nói chung là nhận xét của anh thì anh thấy em rất là dễ thương. Dạ. Tại vì em thấy anh cũng là hiền với lại nói chung là cái kiểu người cũng em thích. Có gì mình tìm hiểu, nếu mà được thì mình sẽ tiến xa hơn. Anh có dự tính gì trong tương lai không ạ? Nói chung là anh độc thân thì cũng lâu rồi. Nếu mà... Là mấy năm mà anh? Anh với vợ anh ly thân cũng 3 năm trước rồi. Là trong cái sau cái thời gian ly thân anh có quen thêm ai đúng không ạ? Không, anh không quen ai hết. Anh bị mất niềm tin ở phụ nữ á. Không nên, không nên. Lâu lâu mình không hợp mình nói thôi. Cái phụ nữ luôn luôn mang niềm tin cho đàn ông. Cảm ơn. Em ở chỗ nào Đồng Nai? Em ở chỗ ngã ba Tam Hiệp ạ. Ngã ba Tam Hiệp anh không biết luôn. Vậy nếu mà muốn gặp nhau thì phải sao ạ? Không sao, anh sẽ chạy xuống Đồng Nai. Làm một tuần gặp một lần hả anh hay là sao ạ? Em bán gì em có thường hay lên thành phố không? Cũng có anh, có cuối tuần hay lên á. Vậy thì cuối tuần em lên gặp một lần, giữa tuần anh về dưới gặp một lần là hai lần. Ok. Dạ, cũng được. Gọn. Em trai là nắm tay em gái đi. Hát bài nào tặng Đồng Nai rồi nói gì đó, nói. Mình nói chung là cũng có duyên thì mới gặp nhau ở đây. Nếu đúng thật là ông trời ông sắp đặt thì anh cũng muốn chia sẻ với em những gì. Ha. Dạ. Thôi anh xin hát tặng em một đoạn của ca khúc Tình Yêu. Nắm hai tay luôn. Một ngày người em yêu bội bạc, em đừng cần những thứ cao sang. Nếu sau này họ ra đi vội vàng, anh vẫn chờ em giấu muộn màng. Xin đừng quên ta đã từng yêu, xin đừng quên ta đã từng yêu.
Ôi trời ơi, trời ơi, rất là điêu luyện. Hãy để tay vào nút bấm đó, nhắm mắt lại, kiểm tra con tim mình một lần nữa các bạn. Đã một lần gian dở rồi, rồi ta bấm luôn rồi. Con có bấm không? Bên gái có bấm không? Cô gái thôi. Rồi bấm luôn rồi. Rồi sao không nói, nói gì luôn. Thôi. Thôi. Bây giờ tôi muốn hỏi bạn trai á, nếu như bạn gái không đeo kính thì bạn có chọn không? Nếu chắc, như bạn gái không đeo kính sẽ chọn anh. Sẽ chọn, đúng rồi, xinh dạ. Mà rồi nhớ, đã kính là Trường Vân, dẫn bạn ấy đi mua kính khác đi. Trời ơi, người ta là chọn con người chứ ai chọn cặp mắt kiến. Sao nè, sao nè. Xinh hết á, đừng có lo lắng rồi, nắm tay nhau đi. Một kết quả tuyệt vời. Phép ba... Dạ, xin phép hai bác cho con được phép hôn em tiền. Rồi, chúc hai em hạnh phúc nha. Dạ, cảm ơn anh. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139 hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Nếu hai bạn tiến đến hôn nhân, ứng dụng hẹn hò Wow Day tặng bạn một cặp nhẫn vàng trị giá 10 triệu đồng. Wow Day giúp những người độc thân muốn tìm người yêu gặp nhau ngoài đời thực thông qua việc tạo ra một buổi hẹn thú vị. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chúc hai bạn hạnh phúc. Dạ, cảm ơn anh. Cảm ơn chị ạ.